Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn bị tạm đình chỉ công tác. Chủ tịch nước vừa ký quyết định tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Quyết định ghi rõ tạm đình chỉ công tác Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn do có vi phạm khuyết điểm và Bộ Chính trị đã có thi hành kỷ luật về Đảng tại quyết định số 806 QĐNSTW ngày 16 tháng 7 năm 2018. Thủ tướng Chính phủ, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, ông Trương Minh Tuấn và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.